Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Thì mọi người đã biết hầu như các hộ gia đình chăn nuôi thì đều sử dụng ép cám viên để cho các con vật mình ăn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một con máy có thể sử dụng được tất cả những thức ăn có sẵn trong gia đình mình để ép thành cám viên để cho các con vật mình ăn. Thì đây mọi người có thể thấy, đó là con máy ép cám viên Takeo TK180. Thì bây giờ mình xin giới thiệu chi tiết về con máy này, nó có những gì và hoạt động ra sao cho mọi người cùng xem nhé. Máy ép cám viên Takeo TK180 được sản xuất cải tiến hơn với so với phiên bản cũ và một số dòng khác trên thị trường. Thì máy này được có thể ép được cám thành viên để làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Máy thì có sử dụng được sàng 3 ly, 4 ly, 5 ly hoặc 6 ly. Máy có thể ép các loại rau củ quả để làm thành cám viên cho gia súc gia cầm ăn. Thì máy này phù hợp với tất cả các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ và vừa. Và bây giờ mình xin giới thiệu chi tiết về con máy ép cám viên Takeo TK180 cho mọi người xem. Máy sử dụng động cơ 3.5 kW, điện 220V, có HP là 4.66, với vòng tua là 1490 vòng 1 phút. Hộp tủ điện liền chống nước rất tiện lợi, vỏ động cơ là hợp kim nhôm, chịu lực chịu nhiệt cao và có cánh quạt tản nhiệt lớn. Máy được bảo hành 18 tháng, motor 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu có lỗi do nhà sản xuất. Và đây là trục động cơ được nối liền trực tiếp với motor đến đầu ép, giúp tốc độ ra của cám nhanh hơn. Bên trong thì có hộp đệm cao su giúp giảm sốc trong quá trình sử dụng không bị vỡ hay bị nứt. Thì và bên này thì mọi người có thể thấy, đây là hộp chuyển động, bộ chuyển động thông minh, truyền lực quay ngang thành đứng giúp cho máy chạy khỏe hơn, êm hơn và tránh được tình trạng kẹp máy, giảm cháy motor. Nút châm nhớt, mọi người hãy mở ra xem thường xuyên để xem coi còn nhớt hay không để đảm bảo được tuổi thọ và năng suất làm việc của máy. Phía trên thì chúng ta có thể thấy được bộ nghiền ép, đó là chức năng chính của máy, có 3 quả lô và 1 sàng. Quả lô được tôi bằng công nghệ biến tần, đạt độ cứng cao hơn thép thông thường, chống mòn tốt với thiết kế dạng rãnh giúp nghiền dễ hơn, nhanh hơn không bị trượt. Sàng được thiết kế dày, hai mặt đều có thể sử dụng được. Thì phía trên mọi người có thể thấy được toa nạp, phễu nạp hình tròn nhỏ dần từ ngoài vào trong trục Runo. Hướng thẳng đứng giúp năng suất đạt tối đa, có thể tháo rời thuận tiện cho việc di chuyển cũng như vệ sinh của máy. Và phía dưới thì chúng ta có thể thấy được đó là dao cắt của máy. Dao cắt thì có thể tăng chỉnh được độ dài, độ ngắn của thức ăn, và phía dưới là miệng ra của thức ăn. Và ngoài ra chúng ta còn có một bộ chân kê. Chân kê thì làm bằng sắt chữ V cứng cáp và đi theo đó là kèm theo 4 bánh xe giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Và vừa rồi mình đã giới thiệu chi tiết về con máy ép cám viên Takeo TK180 cho mọi người xem. Thì máy có thể sử dụng được tất cả các loại nguyên liệu có sẵn trong gia đình của mình để ép thành cám viên. Máy có thể ép từ 120 đến 180 kg trên 1 giờ. Máy thì chúng ta có thể thấy thiết kế nhỏ gọn, thể dễ dàng di chuyển trong lúc làm việc. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình. Mình sẽ test con máy này trực tiếp cho mọi người xem. Nếu mọi người cảm thấy video này hay thì mọi người hãy like và share cho mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.